hai người trẻ tuổi, giàu khát vọng, bước vào đời đầy háo hức. Nhưng những thảm kịch gia đình đã thay đổi cuộc đời họ. Mất đi những người thân yêu nhất, bản thân luôn dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi. Cả hai như lạc lối giữa cuộc đời. Và rồi số phận đã vô tình đẩy họ lại gần bên nhau. Hai tâm hồn tan vỡ liệu có thể giúp nhau hàn gắn được vết thương lòng? Và điều gì có thể giúp họ tìm lại được lẽ sống và quên đi dĩ vãng đau thương? Dẫu mưa hay nắng, phát sóng 20:45 hàng ngày trên kênh VTC9 từ ngày 1 tháng 8 năm 2021.